Bạn Dương Thị Hải, chủ đề về bảo hiểm nhân thọ, cách để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Ok, gợi ý cho Hải một content làm video marketing sau đây để thu hút về cho mình khách hàng tiềm năng với sản phẩm là bảo hiểm nhân thọ. Có một lợi ích khi tham gia vào bảo hiểm nhân thọ ngoài bảo vệ rủi ro thì đó chính là yếu tố quản lý tài chính. Vậy bạn hãy làm một kênh, một chuỗi các video về chủ đề hướng dẫn cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Đây chính là một chiến lược mồi câu để thu hút những người, những khách hàng mục tiêu của bạn. Họ quan tâm đến chủ đề này. Mỗi một video của bạn, bạn hãy chia sẻ về các công cụ, các quy tắc về quản lý tài chính. Ví dụ như là cách chi tiêu, cách thu chi cho gia đình hiệu quả, cách tiết kiệm, đầu tư và thói quen chi tiêu hợp lý. Mình gọi đây là những giải pháp thông thường có những lợi ích tương đồng với lợi ích mà sản phẩm dịch vụ của chúng ta mang lại. Hãy cho đi giá trị trước để thu hút về cộng đồng khách hàng tiềm năng, rồi xây dựng mối quan hệ thân tình với họ. Từ đó, việc giới thiệu về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là một giải pháp quản lý tài chính cá nhân cực hiệu quả. Khi mà bạn đã có mối quan hệ thân tình với khách hàng rồi thì việc bán hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn.